Đây là một cái ghế massage Tuấn Japan, nó bị lứt vỡ một chút là do vận chuyển cái vật liệu cứng nó đâm vào cái ốp ở sau vỡ. Đây anh chị em nhìn, đây là Tuấn Japan đã làm lại rồi đấy, nó là lứt vỡ đấy. Thì Tuấn Japan nói này, đây này. Tuấn Japan là chuyên ngành về kỹ thuật, và Tuấn Japan đã ngày trước đây, cách đây 25 năm, 30 năm là Tuấn Japan đã từng là chuyên gia đi mông má các loại tủ lạnh rồi là máy giặt về sơn sỉ. Nên đây, khi mà nhìn này, anh chị em có phát hiện là độ zin xịn không? Vẫn là zin xịn nha. Ok, đây. Zin xịn không? Furiki AS 1100 vẫn đẹp, vẫn ok. Đây Tuấn Japan nói rồi là cái chuyện mà có những shop người ta mập mờ cái chuyện là ghế massage nó hàng bãi hàng nghĩa địa, người ta về mông má. Anh chị em không biết đâu. Đấy. Đây là Tuấn Japan này. Tuấn Japan làm treo trong này, kể cả sơn trong này được ok. Nhưng đây là anh khách hàng, anh ấy của Tuấn Japan, thì Tuấn Japan cũng nói thẳng là nó bị vỡ này, thì Tuấn Japan trừ tiền cho anh ấy một cái khoản tiền này tương đối như, ok. Thì anh ấy nhất trí, thì anh ấy quan trọng là cái máy móc còn zin đó. Đấy, kể cả Tuấn Japan hàn và sơn bên trong này nha, đó thì cũng như ngoài này. Đấy, anh chị em nhìn nào, có là zin không đấy. Đấy, kể cả thay da Tuấn Japan thay hết, nếu mà thích thay hết da Trung Quốc ok. Anh chị em rất khó phát hiện, chỉ người cực kỳ tinh ý để phát hiện được. Đây Tuấn Japan quay cho anh em là minh chứng là khi mà Tuấn Japan làm sơn đó, đây Tuấn Japan hàn này, cái này là Tuấn Japan phải làm nhá, tự tay mình làm, hàn có gân cốt sắt bên trong này thì không thể vỡ được, không thể vỡ được cái chỗ này. Đấy, như nơi khác người ta hàn nhựa thì chỉ có thể là mình tì đè vào lại bung ra. Đây Tuấn Japan làm này không thể biết được đâu đó, zin chưa, đây còn đẹp hơn mới luôn, hơn zin nữa. Thật ra tại vì người ta mình sơn mà thì nó sẽ là mới thôi, nó không có vết gì. Đây là con Furiki AS 1100 thì Tuấn Japan để cho một anh khách hàng, anh đã đến xem về chất lượng máy móc bên trong, và Tuấn Japan thì là cũng nói rõ ràng lắm, không bao giờ là mình mập mờ những chuyện mà những ghế mà chẳng may nó vận chuyển nó có vấn đề gì về sơ sát. Tuấn Japan cam kết này, đôi khi mình va chạm bình thường mạnh mẽ, những vết này của Tuấn Japan này không bao giờ vỡ được luôn đó. Đây này, chỉ có khi là vỡ chỗ khác thôi, vỡ chỗ mới thôi, nguyên bản luôn. Thế thì với là sự tinh vi đấy là Tuấn Japan làm và nói giới thiệu với anh em, quan trọng làm sao đây cái động cơ này mình phải mới và zin xịn. Anh khách hàng Tuấn Japan thì anh ấy đến xem, anh kết anh bảo là tôi cũng đi qua một vài số shop rồi, thấy anh cũng rất là mộc mạc và đáng tin, cảm ơn anh. Thật ra Tuấn Japan cũng nghĩ là mình cũng không có cái gì là đặc biệt cả, mình chỉ có gì là chân thành mình nói lên để cho anh chị em chia sẻ những cái gì mà máy móc về cái massage trị liệu duy trì để anh em biết, để mình có mua ủng hộ nhau thì là cái tốt. Anh em được ủng hộ Tuấn Japan thì là Japan được thêm cái niềm vui, được cái thêm một chút kinh phí để
mình mưu sinh. Ngược lại thì anh chị em được cái sản phẩm là đích thực, cái nào là di xịn, cái nào là ví dụ cái này máy thì đương nhiên phải di xịn nhé, qua quá trình là vận chuyển nó có bị một chút sơ sát hoặc là gì đó thì tôi các bạn báo lại cho anh em, anh chị em biết. Còn số tuần các bạn rất là nhiều cái mặt hàng ghế massage từ trung cấp đến cao cấp, hàng qua sử dụng, hàng dùng lướt, hàng trưng bày và hàng mới nguyên hộp đều có. Ba Furiki, Palasonic, Family Inda đều có từ trung cấp đến cao cấp. Chị em hãy liên hệ để có những cái sản phẩm chi tiết, liên hệ qua số điện thoại 0929756888 và 0913320614, kết bạn Zalo để Tuấn Gia Văn gửi hình báo giá trực tiếp. Hoặc anh chị em mời qua, anh chị em qua hai địa chỉ. Địa chỉ 1 là cơ sở 1 là số B7 ngõ 222 đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, Hà Nội. Cơ sở 2 là số 6 phố Vũ Nhạc, quận Hoàng Mai, Hà Nội, để anh em trải nghiệm. Rồi, xin chào tất cả anh em, hẹn anh em clip tiếp theo. Anh em nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ để ủng hộ Tuấn Japan. Tuấn Japan có nhiều động lực để mang cái sản phẩm di xịn về phục vụ anh em. Xin chào tất cả anh em.